Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 121 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi trở về Hàng La tinh vực, ở đây lúc này đang gặp một đại kiếp nạn đến từ Hoàng Tuyền Tông, hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Các vị, tiễn bọn chúng đi chết đi, bốn đế tôn một đạo nguyên, hai hư vương cảnh cùng nhau xông tới đồ sát người còn lại của Hoàng Tuyền Tông. Một hồi lâu sau tại đỉnh mát bên ngoài Dương Hòa Thành, đa tạ Dương Huynh ra tay tương trợ, hôm nay có thể chảm sát Hoàng Tuyền Tạc Tử đều là nhờ phúc của Dương Huynh, xin hãy nhận của hứa mỗ một bái. NNAMDDOS khi ra khỏi huyết ngục, nếu không phải ngươi nói chuyện thay ta, ta chỉ sợ không thể nào bình yên mà rời khỏi Thúy Vi Tinh, như này thì chúng ta đã sòng phẳng rồi, chuyện xưa đã cũ không đáng nhắc đến. Tên họ hứa lại nhìn Lưu Viêm ngoan ngoãn ở một bên, tiểu nha đầu này nhỏ như vậy. Giết chết hư vương cảnh tầng 3 lại giống như đưa tay bóp chết một con kiến thôi vậy, tu vi của Dương Huynh hiện giờ thâm sâu khó lường. Có một việc ngươi cần phải biết, vô đạo tiền bối đã ngã xuống rồi, cái gì, sao có thể, là kẻ nào gây ra. Khi tiền bối đột phá hư vương cảnh không chống đỡ được thiên địa năng lượng Telix, ngã xuống dưới thiên địa chi uy, không phải chết do tranh đấu với người khác. Có thể nói rõ ràng với ta không, ta cũng chỉ nghe người khác nói, cho nên cũng chỉ biết một chút như vậy thôi. Dương Huynh có thể nói với ta tin tức này, hứa mũ cảm kích vô cùng. Hôm nay có thể gặp được ngươi cũng là vừa hay gặp dịp, hứa Huynh xin hãy nén bi thương. Tên này cũng chẳng biết nói thêm cái gì, chỉ khẽ thở dài, vô đạo chính là sư phụ của hắn, cùng Dương khai mấy người đi đến tinh giới, giờ đã chết do thiên đạo cũng chẳng thể báo thủ được. Ai? Ta nghe nói ngươi là giáo chủ của bạch y giáo đúng không? Không sai, ta nhìn không quen đại hoang tinh vực hoành hành bá đạo cho nên trượng nghĩa ra tay mấy lần tạo dựng được một chút danh tiếng nên sáng lập bạch y giáo hứa huynh quả nhiên là nghĩa sĩ dương huynh huynh có thể ở lại thêm mấy ngày để giải trừ khổ nạn của vạn linh trên thúy vi tinh không lắc lắc ta chẳng qua là ngang qua nơi này nhiều nhất chỉ có thể ở lại thúy vi tinh thêm hai ngày thôi dương huynh hai ngày thật sự quá ngắn ngủi nếu hoàng tuyền tông phái võ giả lớn mạnh đến thắng lợi của chúng ta hôm nay sẽ trở nên công cốc Tinh cầu bản nguyên của Thúy Vi Tinh vẫn chưa từng có ai luyện hóa đúng chứ? Ý của Dương huynh là, đi theo ta." Nói rồi Dương Khai kéo tên này một mạch chui xuống sâu dưới lòng đất. Một hồi sau địa tâm Thúy Vi Tinh, "Đây là tinh cầu bản nguyên của Thúy Vi Tinh, Dương huynh, chắc không phải ngươi muốn ta luyện hóa nó chứ? Nếu có thể luyện hóa, ngươi chính là chủ của Thúy Vi Tinh, nếu được Thúy Vi Tinh giúp đỡ, kẻ nào dám xâm phạm chứ? Nhưng mà ta." Kiên định tín niệm, đem khí ngưng thần, dùng tâm thể ngộ đây chính là mấu chốt mà ngươi có thể luyện hóa, Dương Khai điểm vào mi tâm hắn một đạo ý niệm, chính là bí quyết luyện hóa tinh cầu. Tinh cầu bản nguyên là ý chí của cả tu luyện chi tinh, những năm nay ngươi vẫn luôn đối kháng với Hoàng Tuyền Tông, thuận ứng thiên đạo, bản nguyên nhất định sẽ cảm ứng được, vì chúng sinh thú vi tinh, ta nhất định phải thử. Không do dự nữa hắn liền ngồi xuống xếp bằng bắt đầu luyện hóa, năng lượng bản nguyên không ngừng dung hợp vào cơ thể, tiến độ luyện hóa thật nhanh đổi thành bất kỳ ai khác đến luyện hóa bản nguyên của thúy vi tinh đều không thể nào nhẹ nhàng như vậy chỉ có hắn đem việc cứu rỗi chúng sinh là việc của mình mới có thể làm được bố trí một không gian pháp trận ở nơi này cũng là lựa chọn không tồi miễn cho lần tớ muốn đến lại không thể nào trực tiếp truyền tống dương khai quay trở lại đình viện thấy hắn trở về lưu viêm như bé nhỏ gặp cha vội vàng nhào đến ia yeah, chủ nhân người cuối cùng cũng về rồi không thấy tên họ hứa đâu đám người bạch y giáo giật mình lo lắng đại nhân xin hỏi giáo chủ hứa huynh đang luyện hóa tinh cầu bản nguyên của thúy vi tinh các ngươi không cần lo lắng cái gì chứ giáo chủ mới là hư vương cảnh tầng 2, luyện hóa bản nguyên cũng mạo hiểm quá đi nếu như thất bại giáo chủ nhất định sẽ chết mất hoàng tuyền tông nguyên khí đại thương hiện giờ chính là lúc cần giáo chủ chủ trì cục diện thật đúng là làm bừa mà dương khai khẽ nhíu mày các ngươi không tin tưởng ta cũng phải tin tưởng giáo chủ của các ngươi chứ chúng ta dương khai bế lấy lưu viêm vào lòng nơi này đã xong việc, chúng ta đi, hai người hóa thành tia sáng bay đi, chẳng muốn ở lại nhìn đám mặt thối này nữa. Một hồi sau tại huyết ngục, khinh la năm đó chính là trực tiếp tiến nhập huyết ngục tham gia thí luyện, trong huyết ngục nhất định có ám đạo tương liên đế thần. Dương Khai nhìn qua Lưu Viêm hỏi, sao lại không cùng Vân Hương tỷ tỷ bọn họ tiến vào tiểu huyền giới hả? Ừ, ta không tiến vào đâu, nếu không chủ nhân sẽ lại bỏ quên ta ở trong đó, đừng giận mà, đi, dẫn ngươi đi tìm khinh la tỷ tỷ chơi. Dương Khai dắt tay Lưu Viêm một lớn một nhỏ sục sạo trong huyết ngục tìm đường đến Đế Thần Tinh. Ở một nơi xa một hành tinh được gọi là Đế Thần, màn đêm buông xuống, tầm điện phiến khinh la Dương Khai, một thân ảnh yêu mị xinh đẹp đang ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nàng đưa tay nhìn lên ánh trăng trên cao thầm gọi một cái tên, Dương Khai. Vợ ba của anh Khai, phiến khinh la, nàng lúc này trong tay cảm theo một vò rượu, nhìn trăng rồi cười đau khổ, một nữ tử mạnh mẽ như nàng, từng là nữ vương cao cao lạnh lùng. Giờ phút này đang bị gặm nhấm bởi nỗi sầu tương tư, ha ha, nàng tương tư một người, một người nam nhân đã rất lâu rồi không có tin tức. Ngửa đầu uống cạn vò rượu, nước mắt không nhịn được mà ứa ra, nam nhân thối tha, nhiều năm như vậy chết dẫm ở đâu rồi vậy hả? Keng, nàng tức giận ném vò rượu xuống đất. Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ thân hình vô cùng cân tròn ló đầu nhìn vào, bích lạc lo lắng trạng thái của khinh la, đại nhân, người không sao chứ hả? Qua đây đi. Bích Lạc vừa tiến đến đã bị Phiến Khinh La ôm lấy bế vào lòng, nâng một chân của Bích Lạc lên gác lên người mình, "Đại đại nhân, có phải ngươi thích ta không hả?" Bích Lạc cả đầu ong ong choáng váng, "Đại nhân, người uống say rồi, mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu đợi cô ấy tỉnh rượu thì không còn cơ hội nữa rồi." "Hừ, mấy vò rượu mà thôi, sao có thể say được chứ? Bích Lạc, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Bích Lạc ôn nhu ghé sát mặt Khinh La, Bích Lạc vĩnh viễn thuộc về đại nhân, "Hi hi." vẫn là tiểu bích lạc tốt nhất, chỉ có ngươi mới không rời bỏ ta. Khinh la ôm lấy bích lạc tựa vào lòng minh, cảm nhận sự ấm áp giữa hai cơ thể, nàng lặng im như vậy, cảm giác trống vắng nhớ nhung kia mới vơi đi. Chỉ chỉ như này thôi ư, ta còn tưởng rằng, nếu như ta là nam nhân, thì bây giờ đã ăn ngươi rồi, thực ra, ta đều được mà. Khinh la lại chảy một dòng nước mắt, vẫn là nam nhân thì tốt hơn, nói đi thì đi, lại không biết đã mang theo tim của người ta đi rồi cũng không biết hắn ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt như nào, chỉ sợ sớm đã phu thê thành đàn, con cháu chắc còn biết đi mua trà sữa rồi ấy chứ, sớm đã quên sạch lão nương rồi, hu hu hu. Đại nhân, nam nhân như vậy không đáng để phó thác, không muốn cũng được. Khinh La đặt tay bích lạc lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp, nhưng nơi này không đồng ý. Nếu như đại nhân thật sự không thể chịu đựng được, nô tỳ có một cách, có lẽ có thể giải được nỗi khổ tương tư của đại nhân, ngươi có cách gì sao? mấy năm gần đây ta học được huyễn hóa chi thuật có thể hóa thành dáng vẻ của người trong lòng ngài đó ồ khinh la ngạc nhiên cũng có chút chờ mong tu hành của ta nông cạn có lẽ không thể thể hiện được thần vận nhưng bắt trước bảy tám phần thì không thành vấn đề bích lạc ngoan của ta ngươi cùng ta mơ một giấc mộng đẹp nhé nữ nữ vương đại nhân ngươi muốn mơ mộng đẹp như nào khinh la ghé sát vào tai bích lạc thầm thì gì đó bích lạc hai má đỏ lên vô cùng hướng khởi được ta đi chuẩn bị một lát chỉ chốc lát sau một thân ảnh nam tử chậm rãi bước vào a la ta về rồi đây thấy khinh la không nói gì chỉ yên lặng ngồi đó a la nàng sao vậy khinh la không nói gì nhào người tới ôm lấy nam nhân hai tay siết chặt như chỉ sợ hình dáng thân ảnh của hắn sẽ biến mất ta rất nhớ chàng ta cũng thế khinh la không chút do dự liền vươn người tới hôn vào môi nam nhân chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng chui tọt vào miệng dương khai nhấm nháp hai người hôn nhau quên hết trời đất không gian cứ như vậy phát cơm chó cho view ở một hồi lâu sau khinh la mới rời khỏi nàng vuốt tay lên má dương khai nghi hoặc tại sao tại sao động tác và hương vị lại giống hệt nhau như vậy trong đầu dương khai hơi nghi hoặc trên đầu ta liệu có hơi xanh xanh không đúng lúc anh khai vừa bế khinh la lên giường cánh cửa một lần nữa mở ra dương khai phiên bản hàng nhái chậm rãi bước vào ta về rồi khinh la ể hai mắt nhìn bốn mắt bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hai mắt không gian bỗng nhiên lặng ngắt có chút quái dị sau cùng vẫn là bích lạc giải bỏ trạng thái hóa trang nàng nhìn dương khai trước mặt các các ngươi lưu viêm cũng từ bên ngoài tiến vào thấy anh khai đã đè khinh la lên giường không biết nói gì khinh la lúc này mới giật mình đưa tay lên vuốt khuôn mặt của nam nhân là ta đã uống say sao hay là chàng thật sự la dương khai ư ừ. được thôi nhân lúc vi phu không ở đây chơi cũng đã quá nhỉ còn chơi cả hóa trang nữa cơ à khinh la nước mắt từ lúc nào đã tràn ra Nỗi niềm nhớ nhung giờ phút này đã không thể kìm nén được nữa. Dương Khai, thật sự là chàng ư. Khốn nạn khốn nạn, những năm nay chàng có biết ta nhớ chàng lắm không hả? Có biết trong lòng ta đau thế nào không? Ta phải cho chàng biết được cảm nhận của ta. Hu hu hu. Khinh la nhào tới há miệng toàn lực cắn thật mạnh vào vai hắn. Kim huyết chảy ra thấm ướt cả áo. Nhưng Dương Khai không hề kêu một tiếng. Hắn cảm nhận được khinh la trong ngực đang run rẩy, Hắn cũng run rẩy, trong lòng ái náy vô hạn. Xin lỗi, khinh la, xin lỗi nàng. Bích Lạc nhìn một màn cảm động nàng cũng rơi nước mắt, thật tốt quá, nữ vương đại nhân sẽ không còn tịch mịch nữa. Chút giận qua đi, khinh la nhìn thân ảnh Lưu Viêm đứng ngoài cửa lên tiếng hỏi, nó là ai hả? Lưu Viêm sắc mặt trở nên quái dị, hai mắt híp lại cười xấu xa, ồ, nó là do ta nhặt về đó, à thế hả? À, là nhặt về ư, nhìn cái điệu cười xấu kia sao mà giống tên nào đó. Khinh la nổi trận lôi đình thò một tay xuống túm lấy cái vật cưng cứng kia bóp mạnh, được lắm, Tràng bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, còn mang cả con gái về nữa hả? Anh Khai bị bóp đến đau điếng, thế giới như muốn vỡ tan, lần nào cũng vậy, mỗi lần khinh la nổi giận đều sẽ túm chỗ đó của hắn mà bóp, a a a, ta không phải, ta không có mà. Khinh la một tay còn lại lại túm lên cổ hắn bóp mạnh như bóp cổ gà, anh Khai không chịu nổi nữa liền cầu cứu, lưu viêm, cô mau giải thông thích đi, nói với cô ấy cô là ai đi, lúc này rồi cô đừng có thêm dầu vào lửa nữa, sẽ mất mạng thật đấy. Lưu Viêm từ lúc nào hai mắt đã long lanh ngập nước, nàng há miệng nhỏ một bộ dáng vô cùng lo lắng, "Hu hu hu, Gia, à, đừng bắt nạt cha mà." Lời nói vừa ra anh Khai như chết lặng, còn cơn giận của Khinh La thì lại càng bùng nổ, cái miệng hại người của Lưu Viêm, đúng là báo thủ của chủ nhân mà, hức hức. Anh Khai bị Khinh La vừa bóp vừa lắc cổ đến choáng váng, nước mắt tuôn trào như lê hoa đáy vũ, khóc hết nước mắt a, à. "Lưu Viêm, những năm nay ta đối xử với cô không tồi, vì sao cô lại hại ta như thế?" cô đây là đang phản chủ, muốn lên trời rồi hả? Hừ, nếu như vậy ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa, ông ăn trả thì bà ăn nem thôi, bích lạc qua đây. Thiếp thân những năm nay vô cùng tịch mịch, cùng bích lạc tình đầu ý hợp, sớm đã quên ngươi sạch sẽ rồi, phu quân, không đúng, dương tiểu dệ, ta đối với ngươi đã không còn bất kỳ tình cảm gì nữa cả. Bích lạc một bộ phạm tội cúi đầu, đã khoét chân tường nhà ngươi rồi, thật sự là, xin lỗi. Dương khai một mạch nghiêm nghị mà nhìn nàng, à la nàng nghiêm túc chứ hả hừ cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không cho ta di tình biệt luyến chắc đành vậy dương khai đi tới bên ngoài cửa sổ nhảy người qua trong miệng mang theo một cỗ thanh âm bi thương từng vì say rượu mà ra roi thúc ngựa chỉ sợ đa tình làm lỡ mỹ nhân a à la nàng hãy bảo trọng khinh la giật mình buông tay bích lạc chạy tới ngươi đi đâu vậy hả không được đi nhưng nàng chạy tới thì thân ảnh dương khai đã vọt vào trong màn biến mất khinh la kinh hãi cùng suy sụp thất thần ngồi bịch xuống đất, ngươi quay về đây, đồ vô lương tầm mà. Nàng vạn lần không nghĩ tới Dương Khai thật sự sẽ rời đi, xa cách nhiều năm nàng chỉ muốn đùa một chút thôi, mong hắn sẽ đến vỗ về an ủi nàng. Không ngờ hắn quyết tuyệt như vậy, thân thể nàng tê liệt trên mặt đất, hai mắt đỏ rực nước mắt không cầm được mà rơi như mưa, ngươi quay về đây, đồ vô lương tầm. Đúng lúc này, một bàn tay từ sau lưng vươn tới ôm gọn thân thể xinh đẹp vào trong lòng, lừa nàng thôi, sao ta có thể rời đi chứ? cảm nhận hơi ấm của hắn, Khinh La quay đầu lại vùi vào trong ngực hắn, bàn tay nắm chặt đấm thùm thụp, khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn mà, được rồi, ta biết sai rồi mà. Biết sai rồi hả? Thật sự biết sai rồi sao? Sai rồi thì phải chịu trừng phạt. Vậy không biết A La muốn trừng phạt vi phu như thế nào, bàn tay Khinh La đẩy Dương Khai lùi lại ngã xuống giường, di vọng phu quân có thể chịu đựng được, đừng chết quá sớm đấy. Bàn tay nàng vung ra vô số sợi tơ Chớp mắt đã trói chặt cơ thể Dương Khai nằm trên lưới nhện như con mồi, anh Khai nghi hoặc còn chưa hiểu ý tứ của nàng. Nàng muốn làm gì thế, ta muốn làm gì sao? Ha 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 ha, âm thanh cười như ma mị khiến cho anh Khai xương khớp muốn mềm nhũn, quần áo hai người nhanh chóng chút bỏ. Khinh La xưa giờ vốn rất thoải mái chuyện này, nàng không chút do dự mà ngồi trên miệng hắn, để đầu lưỡi hắn quét đi mạng nhện đã đóng kín hàng trăm năm nay. Trong phòng xuân sắc ngập tràn, anh Khai ở thế giới không ngừng nâng người, khinh la thì như nữ chiến binh không ngừng rong ruổi âm thanh kêu la cùng hơi thở dồn dập vang khắp tòa đình viện cùng lúc đó tại xương phòng của bích lạc nàng bàn tay chống cằm không ngừng suy tư quay về rồi ra hỏa đó vậy mà lại quay về hơn nữa vừa quay về đã khiến nữ vương đại nhân khóc thật đúng là tức chết người mà nhưng mà vì sao ta lại chẳng hề ghen chút nào chứ thậm chí còn có một chút kỳ vọng mong chờ nam nhân đó hừ người đó quay về thì quay về đi còn mang theo một đứa con gái nữa nàng lại nhìn về Lưu Viêm đang ngồi một bên. Thật đúng là đứa trẻ thanh tú, cũng không biết nam nhân đó đã sinh cùng ai nữa, thật đúng là biết sinh mà. Mẫu tính tràn lan, bích lạc chỉ vào đĩa bánh ngọt trên bàn, có đói không, ăn thử xem, ngọt lắm đấy, cô coi ta là đứa trẻ ba tuổi hả? Trẻ con chính là trẻ con, sao lại không nhận chứ, bị bích lạc sờ đầu lưu viêm khó chịu lên tiếng, ta đã sáu tuổi rồi, còn thế này thì ta sẽ không khách khí với cô đâu nhé. Bích Lạc nghe vậy chỉ mỉm cười, tuổi không lớn tính khí cũng không nhỏ, được rồi được rồi, không sờ ngươi nữa là được, a a ha, đáng yêu quá đi mất. Cha ngươi đối xử với ngươi có tốt không vậy, ngài ấy không phải là cha ta. Ý, vừa rồi không phải ngươi gọi hắn là cha sao, vừa chớp mắt đã không chịu nhận nữa rồi hả? Ồ, ngươi chắc chắn là đang tỏ ý bất bình thay nương ngươi hả, quả nhiên là người còn nhỏ nhưng lắm quỷ kế. Nhưng mà, ngươi thế này cũng vô ích thôi, cha ngươi có mấy nữ nhân cơ nữ vương đại nhân chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi, ngươi năm nay bao tuổi rồi hả, gọi là gì, nương ngươi đang ở đâu. Sao cha mẹ ngươi lại quen nhau vậy hả, cô quan tâm lắm hả, có phải muốn biết bọn họ đang làm gì không, bích lạc bị nói chúng tim đen mặt đỏ lên, làm gì có chứ. Lưu viêm giơ tay lên một bộ nghe trộm bên tai, ồ, kịch liệt lắm đấy, nữ vương đại nhân nhà cô quả nhiên rất phóng khoáng, tư thế này thú vị lắm, phải học tập một chút để phòng về sau cần đến, ngươi ngươi. Bích Lạc nghe những lời này mà choáng váng, đây có còn là lời mà trẻ con nên nói nữa không trời, hai người đó đang làm gì ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nó vậy mà lại bày ra dáng vẻ nghe lén, còn nói tư thế gì đó, có tinh quái đến đâu cũng không thể quái đến mức độ này chứ nhỉ. Lưu Viêm đột nhiên giơ hai tay lên như cầm nắm đồ vật, ngươi lại làm gì vậy hả, ngài ấy đang nắm nữ vương đại nhân nhà cô như vậy đấy. Sau đó nữ vương đại nhân nhà ngươi hiện giờ là thế này này, Lưu Viêm bày ra một bộ dáng thỏa mãn sung sướng miệng nhỏ chu ra khẽ ngâm, ư a a a, ưm ưm. Bích lạc nghe mà cả người run lên bần bật, tuổi tác còn nhỏ đã biết nhiều giống như yêu tinh vậy, đứa trẻ này thật quái lạ. Dương Khai có biết không vậy chứ, hay là nói trong thân thể nhỏ bé của nó ẩn náu một hồng hoan lão yêu, trên đời này làm gì có đứa trẻ nào thế này cơ chứ. Ngươi nói linh tinh gì vậy hả, trong xương phòng của nữ vương đại nhân bố trí tầng tầng cấm chế. Cho dù ta là hư vương cảnh tầng một cũng không thể nhìn trộm nửa phần, một tiểu nha đầu như ngươi có thể nghe thấy gì chứ? Không tin thì thôi, thật nhàm chán quá, trận pháp ở chỗ các cô mở rộng, phòng ngự xâm nghiêm, rõ ràng là đang phòng ngự kẻ địch gì đó, nói cho ta tình báo kẻ địch các cô đi. Ai, một đứa trẻ như ngươi hỏi thứ này làm gì, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu đâu, bảo cô nói thì cô cứ nói đi, nói nhảm làm gì, được rồi, coi như nói cho đỡ chán. Một giờ sau, nói như vậy, bởi vì sự tồn tại của nơi gọi là vạn thú sơn trang, thế lực của yêu tộc cơ bản đều mất sạch hoàn toàn, chỉ còn lại xích nguyệt lĩnh các cô thôi đúng không? Ừm, mặc dù vẫn còn lại chút ẩn náu trong bóng tối, nhưng cũng gần như là vậy. Mặc dù yêu tộc cũng có rất nhiều cường giả, nhưng bên này nhân tâm bất tể. Thêm vào công pháp và bí thuật tu luyện của vạn thú Sơn Trang đều có lực khắc chế với yêu tộc, cho nên mới thảm hại như vậy. Ngoài ra một tầng nguyên nhân khác chính là sự phản kháng của nhân tộc. Nhân tộc chịu áp bức của yêu tộc đã lâu, lần lượt đầu quân cho vạn thú Sơn Trang, mang đến lượng tình báo lớn cho bọn họ. Có thực lực có tình báo, vạn thú Sơn Trang càng giành thêm nhiều thắng lợi hơn. Thập đại yêu tộc lĩnh chủ bị phế mất 7 người, hoặc là chết hoặc là giáng trúc. Cả đế thần cũng chỉ còn lại mảnh đất yên tĩnh là xích nguyệt lĩnh này thôi, chỉ đợi vạn thú Sơn Trang tích lũy sức mạnh về mọi mặt, sẽ đến xâm phạm. Mà lão sư tử của vạn thú Sơn Trang đó thật quá vô liêm sỉ, lúc trước từng truyền đến tin tức, nói để nữ vương đại nhân cúi mình đầu hàng, thì có thể tha cho xích nguyệt lĩnh một mạng, còn có thể để nữ vương đại nhân tiếp tục cai trị Xích Nguyệt Lĩnh, thật đúng là mơ tưởng hão huyền, ồ, lão sư tử ư? Sơn chủ của Vạn Thú Sơn Trang, bản thân giống như có một loại huyết thông yêu thú loại sư tử, hoặc là đã luyện hóa yêu thú bản nguyên gì đó, thực lực không thấp, lại có thú sủng tương trợ, nữ vương đại nhân và hắn giao thủ thực sự không làm gì được hắn. Nếu như cục thế bên này nguy cấp, vì sao các ngươi không rời đi chứ, còn ngốc nghếch mà đợi ở đây làm gì? Ngươi thì hiểu gì chứ? Đây là lãnh thổ của nghĩa mẫu nữ vương đại nhân, không đến thời khắc cuối cùng nữ vương đại nhân sao có thể bỏ đi chứ. Vậy cùng ta đi một chuyến đi, đi đâu vậy? Đến Vạn Thú Sơn Trang, ngươi điên rồi hả? Cô có đi hay không? Không đi, ta phải ở bên nữ vương đại nhân. Nơi đó đến nay chính là Long Đàm Hổ huyệt, sao có thể nói sông vào là sông vào chứ? Nếu như tiểu nha đầu này không cẩn thận xảy ra chuyện gì đó, nam nhân kia chẳng phải sẽ xé nát ta sao chứ? Lưu Viêm mặc kệ bích lạc. Bàn tay chống xuống bàn cặp mông nhỏ nâng lên rồi hạ xuống một bộ vô cùng quái dị. Ngươi lại làm gì vậy hả? Không có gì, ta đang làm động tác khởi động chân tay eo khớp mà thôi. Bích Lạc khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng không nghĩ tiểu nha đầu này còn biết cái tư thế xấu hổ này, ai tin chứ, ta đi cùng ngươi, đợi chút. Một hồi sau, hai người đã đứng ở bên ngoài Vạn Thú Sơn Trang quan sát tình huống. Phía trước chính là Vạn Thú Sơn Trang rồi, sao mình lại đồng ý dẫn cô ấy đến đây chứ? nếu như bị lũ xúc sinh của vạn thú sơn trang đó biết thì thảm rồi trong lòng dâng lên một cỗ hối hận bích lạc không muốn xảy ra thêm biến cố gì liền lên tiếng nhìn đủ chưa nhìn đủ rồi thì về với ta nếu như ngươi có chuyện gì ta liền ấy người đâu rồi đợi đã ngươi làm gì thế lưu viêm mặc kệ nàng thả người nhảy xuống bích lạc vội với tay theo túm đầu lưu viêm lại sao tiểu nha đầu ngươi lại không nghe lời thế hả tỷ tỷ phải đánh cái mông ngươi không kịp nữa rồi cái gì không kịp nữa hả bây giờ ta đánh mông ngươi vẫn kịp đấy nhé, ha ha ha, có khách đến thăm, hay là vào trong điện trò chuyện được không? Bích lạc mặt tái nhợt, tiếng này là của trang chủ vạn thú sơn trang hoàng đồ đạo, bị phát hiện rồi ư, vậy thiếp thân làm phiền rồi. Không thể rụt rè, một khi bị đám dã thú đó phát hiện ý trùn chân của mình thì sẽ lập tức bị xé xác thành mảnh vụn mất. Bích lạc dắt tay lưu viêm tiến vào, vào bên trong, ngươi đừng nói gì cả, hành sự theo ánh mắt của ta, nếu như đánh nhau thật, ngươi tự tìm cơ hội trốn thoát nhé. Lưu Viêm nở một nụ cười xấu xa, "Đừng sợ, ngươi theo sau lưng ta là được, còn lại giao cho ta đi." Bích Lạc được che chở trong lòng nhảy lên, hai má bỗng nổi lên một dạng mây hồng, trẻ nhỏ đừng có ra vẻ ngầu, nguy hiểm qua, suýt nữa thì đã động lòng rồi, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc. Rất nhanh hai người đã tiến vào đại điện của Vạn Thú Sơn Trang, thiếp thiếp thân làm phiền rồi. Ở đây bọn hắn đang cùng nhau thưởng rượu xem ca múa, âm thanh tục tiễu không ngừng vang lên, múa dẻo lên, lắc lư hông đi, he he. Lắc rồi kìa. Nghe âm thanh của Bích Lạc vô số ánh mắt nhìn lại, kia là ai vậy nhỉ, để ý cô ta là ai làm gì, vừa rồi lão đại gọi cô ta nhỉ, ta còn tưởng rằng bị dọa sợ chạy rồi cơ đấy. Tối nay vạn thú sơn trang vậy mà lại tổ chức thịnh yến, mà những võ giả kia thì đều là hư vương cảnh, sao mình lại đen đủi thế này chứ? Như cảm nhận được sự lo lắng của Bích Lạc, Lưu Viêm thản nhiên lên tiếng, "Đừng sợ, ai, lần này bị ngươi hại cho thê thảm rồi." Bích Lạc hít một hơi thật sâu lấy dũng khí sau đó cúi người chắp tay, thiếp thân bái kiến Hoàng Đồ Đạo đại nhân. Trên chủ vị một tên nam tử thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực, trên mặt có một vết bớt lớn trông vô cùng dữ tợn. Hắn nhìn xuống hai người Bích Lạc quát, sao vũ nữ dưới đài lại không múa nữa vậy, muốn chết chắc. Đám người xung quanh nghe vậy cũng cười lên dữ tợn, ha ha ha, mau múa đi vũ nữ, nào múa đi, múa đẹp thì có trọng thưởng, ây dô, còn mang theo con nhỏ, nghề vũ nữ này cũng không dễ dàng gì mau múa đi có phải mặc nhiều quá nên không tiện múa không bích lạc mồ hôi hột lan dài giọng có một chút run run sứ giả xích nguyệt lĩnh bái kiến hoàng trang chủ thì ra là ngươi à to gan thật lại dám xông vào vạn thú sơn trang của ta cơ đấy hoàng trang chủ xin bớt giận hôm nay thiếp thân đến chỉ là muốn truyền lời của nữ vương đại nhân của ta cho hoàng trang chủ hai quân giao chiến không giết sứ giả chỉ có thể tạm mượn danh của nữ vương đại nhân để che mắt thôi ha ha lời của phiến khinh la sao Cô ta nói gì vậy hả? Lẽ nào cô ta đồng ý nương tựa vào bổn tọa rồi sao? Ha 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 ha, cô ấy nói hôm nay các ngươi đều phải chết đó. Bích Lạc giật mình vội vàng ôm lấy Lưu Viêm, lời của trẻ nhỏ đừng để ý, nó nói linh tinh thôi, mau xin lỗi hoàng trang chủ đi, mau xin lỗi đi, xin người đấy. Cho dù là ai nói ra lời này thì bổn tọa không thể coi như không nghe thấy, hừ, tại sao phải xin lỗi một hũ xương khô chứ? Lưu Viêm khinh thường bàn tay ngưng tụ ra một ngọn lửa. Vạn thú Sơn Trang ta sao có thể nhẫn nhịn để một đứa trẻ con nói lời hỗ sược như vậy chứ? Tên Trang chủ nghe vậy liền nổi giận, khi thế bùng lên sau lưng xuất hiện một con thú khổng lồ. Bích lạc cả kinh biết đã không thể cứu vãn nữa liền hét lớn cho Lưu Viêm, mau chạy đi. Lưu Viêm thở dài một hơi, đừng căng thẳng tỉ tỉ, ta phóng cho tỉ xem, ngón tay búng ngọn lửa bay về hướng chủ vị, gì, đùa ta sao, chỉ thế này thôi ư, ừ. pháo hoa lớn bùng lên nào, Ngọn lửa nhỏ tưởng như vô hại lại trong chớp mắt bùng lên nhấn tìm tên trang chủ vào bên trong biển lửa. A a a a a a, tên này đau đớn gào thét trong vô vọng, bị ngọn lửa thiêu cháy cơ thể, một màn này khiến cho buổi thịnh yến trở nên hỗn loạn vô cùng. Lưu Viêm nhếch mép cười khẩy nhìn qua Bích Lạc đang đứng ngốc một bên, pháo hoa có đẹp không hả? Đẹp, đẹp, ta có phải là đang nằm mơ không? Nhưng rất nhanh tên trang chủ đã chỉ còn lại một bộ xương khô ngã xuống, chứng minh cho bọn hắn mọi việc đều không phải là giả trang chủ ngã xuống rồi, mau chạy đi. Đến cửa cũng không đi, trực tiếp xuyên qua để chạy sao, Lưu Viêm đứng đó bàn tay bấm bấm đếm nhầm, 11, 12, 13 pháo hoa, cái gì cơ. Từ bên trong bàn tay của nàng bay ra 13 ngọn lửa, ngọn lửa hình dáng một con phượng hoàng nhỏ bay theo đám người đang chạy trốn. Động tĩnh quá lớn những tên đệ tử cùng thuộc hạ vạn thú sơn trang từ bên ngoài chạy đến, vừa lúc gặp được những ngọn lửa nhỏ đang bay ra những ngọn lửa nhanh chóng to lớn thành những con phượng hoàng há miệng phun xuống hỏa diễm toàn bộ đệ tử cùng đám người bỏ chạy trong chớp mắt đều đã bị đốt cháy chỉ còn lại bộ xương khô đường đường là một thế lực mạnh mẽ nhất đế thần tinh mới đó đã bị tận diệt lưu viêm vỗ vỗ bàn tay thích thú làm xong rồi quay về đi đúng đúng rốt cuộc dương khai sinh ra nha đầu này với quái vật thế nào vậy ghen bố chắc chắc không phải chỉ có ghen của mẹ thôi vài ngày sau bên trong tẩm cung của phiến khinh la ba ngày rồi không biết Lưu Viêm đợi có nhàm chán không, đừng gây ra chuyện phiền phức gì cho ta đấy. Thấy Dương Khai ngồi dậy mặc quần áo, phiến khinh âm thanh nũng nịu dụ dỗ, đừng đi mà. Còn chưa xong sao, ta là lão y người vậy sao, vài sợi vải lụa nhanh chóng cuốn tới kéo Dương Khai ngã lại giường. Anh Khai bị khinh la dùng chân kẹp chặt đầu không thể cử động, lẽ nào không phải ư, ba ngày này nàng đúng là ép ta phải bù đắp lại rồi, hứ, còn nói linh tinh nữa ta sẽ ăn thịt chàng. Dương khai trồng người dậy đặt ngón tay lên cầm khinh la Một tay sờ xuống chiếc bụng phẳng của nàng Mặt hai người ghé sát lại với nhau Nếu thật sự như vậy Đứa trẻ trong bụng nàng có thể sẽ không có cha nữa đâu Khi la xô ngã anh khai xuống giường Sau đó liền ngồi lên hạ thân hắn Quần áo nhanh chóng cởi bỏ lộ ra cảnh xuân Nam ma ma chẳng phải cũng rất tốt sao Hơn nữa còn chưa biết có mang thai hay không Nói rồi nàng định vắt thêm một lượt nữa cho chắc chắn Lần này nhất định phải mang Ta cũng chỉ là tùy ý nói một câu ngươi liền coi là thật hả? Dám không chịu trách nhiệm chàng có còn là nam nhân nữa không hả? Ta đương nhiên là nam nhân rồi, còn là nam nhân của nữ vương đại nhân nữa. Khinh La bị anh khai đè xuống giường, hai người chuẩn bị hồi đại chiến quyết tâm hạ sinh một đứa. Đúng lúc này, thanh âm tiếng chân bên ngoài vang lên. Ừ. Bích là cô tránh ra đi, đại nhân, nữ vương đại nhân hiện giờ không tiện gặp ngươi đâu, ta có việc gấp tìm cô ấy. Làm lỡ rồi ngươi có thể chịu trách nhiệm không hả? Bị cắt đoạn anh khai nhíu mày nhìn ra cửa, kẻ này là ai vậy? Khinh La giật mình hai mắt lại có chút giảo hoạt, sắc mặt nhanh chóng biến đổi một bộ phạm tội. Nàng làm sao vậy hả? Phu quân, xin lỗi chàng, bởi vì chàng quá lâu không quay về, người ta quá tịch mịch cho nên. Ở bên ngoài, là tình phu của ta đó, Dương Khai bật người ngồi dậy, cái gì? Tình, phu ư, khi thế ầm ầm tỏa ra, hai mắt hắn trắng dã gầm lên dữ tợn, tên khốn nạn nào dám cắm sừng cho lão tử vậy hả? Khinh La giật mình cũng nhảy xuống giường, ngươi, Ngươi, ngươi đừng kích động mà, ta kích động ư? Nàng, nàng thực sự cùng với người khác. Khinh Lam muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, nước mắt rưng rưng, "Hu nhu hu, ta thật sự không dám nữa, chàng tha thứ cho ta một lần đi." Nàng lại không phải không biết chúng ta có quan hệ như thế nào, có gì mà không thể gặp người khác chứ? Ta lại muốn nghe xem các ngươi có quan hệ gì, Dương Khai cắn răng đá bay cánh cửa xông ra bên ngoài. Ở bên ngoài là một tên nam tử tóc đỏ đang bị Bích Lạc kéo tay ngăn cản. Còn ai khác ngoài tên anh rể của hắn, Dương Khai sững sờ. Dục Hùng là ngươi ư? Khinh La lúc này mới phá lên cười, ha ha ha, ai bảo ngay cả tiếng của hắn mà chàng cũng nghe không ra, là tiểu tử thối ngươi, còn biết đường mà về đấy à. Dương Khai búng ngón tay Dục Hùng nắm tay vừa định đấm tới thì đã đã bị đánh bay. Tu vi của ngươi, bích lạc, trong trường họ, đừng để họ đập vỡ đồ, khụ khụ, nếu đã hiểu nhầm, vậy thì đến đây thôi, tổn thương hòa khí thì không tốt đâu. Kinh la mặc lên quần áo cũng đi ra bên ngoài sao đại ca lại gấp gáp đến tìm ta thế có chuyện gì rồi ư ba ngày trước vạn thú sơn trang bị người khác hủy rồi cái gì ngươi nói thật sao vừa nghe thấy tin này ta cũng không dám tin vì thế cố ý đi thăm dò vạn thú sơn trang đó đã bị người ta san bằng rồi cao thủ hư vương cảnh trở lên toàn quân không còn ai sống sót khinh la đứng giữ người hủy diệt vạn thú sơn trang trên đế thần tinh ai có thể có bản lĩnh này chứ mặc dù ta không tra ra được người ra tay là ai, nhưng theo những dấu vết còn lại ở hiện trường, người này tuyệt đối tinh thông sức mạnh hỏa hệ và thần thông. Khi La Liếc nhìn về Dương Khai, không phải là ta, ba ngày này ta ở đâu nàng là người rõ nhất, nàng ép khô ta ba ngày đó còn gì. Không phải là chàng thì là ai, Lưu Viêm đưa đôi mắt long lanh nhìn Dương Khai, mau khen ta đi mau khen ta đi, cái này ấy mà, ta lại có chút manh mối. Như hiểu mong muốn của nàng Dương Khai vương bàn tay sờ lên đầu nhỏ xoa xoa, làm tốt lắm. Lưu Viêm như chỉ chờ có thế đắc ý hưởng thụ, nàng chỉ muốn được Dương Khai xoa đầu thôi, người khác nàng rất không thích nha. Phiên Khinh La nhìn một màn này trong lòng vô cùng nghi hoặc cùng cả kinh, là ngươi làm thật sao? Cô ta ư, ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi đùa chúng ta đấy à, dục hùng đại nhân, vạn thú sơn trang quả thực là do nó hủy. Ngươi nói thật sao, sao con bé làm được chứ, bắn pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa gì cơ, một ngọn lửa bùng lên, ôi địch, chính là cái này ạ. À. Ngọn lửa này là phượng hoàng chi hỏa mà, chả trách có thể giết được hoàng đồ đạo. Nó không phải con chàng sao chứ, ta nói cô ấy là con gái ta bao giờ đâu, thật sự không nhận ra. À? Cô ấy là lưu viêm, tạo sao mọi người đều cảm thấy ngươi là con gái ta, hai chúng ta giống nhau lắm à. Lưu viêm ư, chàng nói đùa đấy à, hình ảnh mỹ phụ nhân thân ảnh đầy đặn cùng với tiểu nha đầu nhỏ xíu này không thể dung hợp được, khinh la có chút không thể tiếp thu, đã xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ. Tiểu muội, nếu vạn thú sơn trang đã bị diệt rồi, thì đến lúc thu phục cả đế thần tinh rồi, phu quân, e là ta không thể ở bên chàng nữa rồi. Không vội, đưa ta đến không gian Xích Nguyệt Lĩnh trước, ta dự định kết nối U ám tinh và Đế thần tinh, đến lúc đó có tên nào dám có chú ý đến đánh Đế thần tinh thì phải để cho hắn có đi mà không có về. Khinh La biến sắc có chút ấp úng nói, để đề phòng kẻ địch thông qua trận pháp không gian này di chuyển đến bên trong Xích Nguyệt Lĩnh, trận pháp đó đã bị ta hủy đi mười mấy năm trước rồi không sao, ta cự có cách. Một hồi sau, trận pháp không gian xích nguyệt lĩnh, chưa đến nửa ngày mà chàng đã xây dựng được trận pháp không gian mới rồi, lúc đó ta hoàn toàn phá được nó cũng mất mấy ngày đấy. Không có bản lĩnh này, sao có thể xứng làm nam nhân của nàng chứ, hừ, cũng chỉ có phương diện đó xứng thôi, trận pháp sáng lên, vài thân ảnh từ từ hiện ra, chàng gọi ai đến thế, đều là người quen. Rất nhanh thân ảnh Tô Nhan đã ở trước mặt, khinh la cả kinh miệng há hốc, Tô Nhan, vậy mà lại là tô nhan. Không chút do dự khinh la liền chạy đến ôm lấy tô nhan, sau khi ngươi mất tích, ta tưởng là ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi, ta lo lắng chết mất. Không sao rồi, không phải ta về rồi sao, ta quay lại cũng trả nhiệt tình như thế, không phải nàng ấy thật sự thích nữ nhân đó chứ. Hai người ôm nhau một hồi sau đó tô nhan liền bấu mạnh lên vai dương khai dùng sức, chàng không nói với a la ta về rồi sao. Quê quên, ta thấy chàng không rảnh ấy, có phải là vui vẻ với Khinh La quên mất ta luôn rồi không hả? Khụ khụ, nếu các ngươi đã đến giúp Khinh La, vậy thì ta có thể yên tâm đến Thủy Nguyệt Tinh tìm Tuyết Nguyệt rồi, nhất định phải đưa cô ấy bình an trở về nhé, yên tâm, đến lúc đó năm người chúng ta sẽ ở cùng nhau. Một hồi sau, trung tâm chủ thành Hàng La Thương hội Thủy Nguyệt Tinh phải một cỗ năng lượng bùng phát nổ tung vô số kiến trúc, là kẻ nào? Thủy Nguyệt Tinh vậy mà đến chủ thành cũng bị người của Đại Hoang Tinh vực chiếm cứ rồi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Khai khuôn mặt trầm xuống một cỗ sát ý dâng lên. Có thể nói chuyện thì đứng ra đây cho ta. Hắn đáp xuống trước mặt một đám người hoàng tuyền tông, mặt đất theo bàn chân của hắn hạ xuống mà vỡ nát lún xuống, cho thấy hắn đang chứa đựng một cỗ lửa giận như thế nào. Cuồng đồ to gan, đợi ta vận chuyển đại trận để ngươi có thể đến mà không thể rời đi. Một tên đệ tử hoàng tuyền tông trong tay vận dụng trận bàn cắn răng hét lớn. Dương Khai không nói thêm gì thân thể hắn hạ thấp xuống như muốn tụ lực, mặt đất ầm ầm nổ tung, đất đá bay toán loạn. Bắt những kẻ này lại cho ta, phải giữ còn sống, một đám người hoàng tuyền tông đồng thời nhào đến tấn công hai người dương khai, năng lượng mạnh mẽ đánh tới khiến cho khói bụi mịt mù. Đám cầu đông tây này không biết nặng nhẹ, tiểu tử này sợ là đến cho cốt cũng không còn nữa rồi, ta còn lấy gì mà luyện thi nữa chứ. Nhưng khi khói bụi tán đi, cái gì, vậy mà lại không sao, đến mà rời đi ngay thì phi lễ lắm, chư vị nhiệt tình như vậy, bản tọa cũng phải đáp trả một chút mới được, chỉ trong nháy mắt toàn bộ người của Hoàng Tuyền Tông đã chết tại chỗ, chỉ duy nhất còn lại một tên sống sót. Rốt cuộc ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, nhưng ta biết, nếu ngươi không ngoan ngoãn trả lời ta, ngươi sẽ là người chết đấy. Không cần biết ngươi là ai, dám mạo phạm Hoàng Tuyền Tông ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, trong tay tên này bất chợt cầm ra một chiếc chuông không ngừng lắc mạnh. Theo tiếng chuông vang lên, từ bên dưới mặt đất những bàn tay đào đất mà lên, ổ luyện thi ư. Tiểu tử, không cần biết ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu, lập tức cũng sẽ trở thành một thành viên trong tay ta mà thôi, từng tên cương thi lao tới tấn công Dương Khai. Anh Khai lại chẳng thèm để ý đến, hắn đứng ngoái tai lạnh nhạt né tránh, vô vị, không cần bản thiếu phải ra tay, lưu viêm, đều thiêu sạch đi. Một ngọn lửa mau chóng bùng lên bao trùm lấy đám cương thi, luyện thi mà ta không dễ gì mới luyện ra được, mau, mau quay lại ngay. Đột nhiên một con cương thi bay vụt qua tấn công Dương Khai, Dương Khai giật mình nhìn thân ảnh có chút quen thuộc này, sao lại là hắn, lưu lại người này, đã rõ. Lưu Viêm ngưng tụ ra một con hỏa phượng hoàng, một biển lửa nhanh chóng bao phủ thiêu đốt toàn bộ cương thi xuất hiện. Ở bên này Dương Khai cố gắng khống chế tên cương thi, gào gào gào, thấy tên này không ngừng vùng vẫy, Dương Khai dùng sức hét lớn, Long Thiên Thương, tỉnh lại cho ta, thi khí nhất thời bị xua tan, ngươi, ngươi là Dương Khai. Dương huynh đệ Hàng La Thương hội đã mất rồi, cái gì hả? Vậy Tuyết Nguyệt đâu rồi hả? Tuyết Nguyệt ở đâu rồi? Tuyết Nguyệt cô ấy, lúc đó khi Thủy Nguyệt Tinh rơi vào nguy hiểm, ta vì để yểm hộ bọn họ rời khỏi mà bị kiệt sức nên bị bắt lại. Còn về cô ấy đã chạy đi đâu? Ta, à, ta cũng không biết nữa, đây đúng là vạn hạnh trong bất hạnh mà. Lưu Viêm ngưng tụ ra hình dáng của Tuyết Nguyệt cho tên Hoàng Tuyền Tông xem, ngươi có từng nhìn thấy nữ nhân này bao giờ chưa? Chưa, chưa từng nhìn thấy. Dương Khai nhíu mày, phế đi tu vi của hắn, lưu viêm búng ngón tay, tên hoàng tuyển thông thổ huyết liền bị phế toàn bộ tu vi. Nàng điều động một ngọn lửa hóa thành mãng xà siết chặt lấy hắn, ha ha, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời ta, việc đau khổ hơn cái chết ở trên đời này. Ta biết rất nhiều đấy, từng thấy, ta từng thấy cô ta và một người còn sống khác chạy đến thông huyền đại lục rồi. Rồi thì sao nữa, người của chúng ta đã rằng co với thông huyền đại lục rất nhiều năm rồi, cho nên ta cũng không biết nữa nhân này hiện giờ thế nào rồi. Long tiền bối, ông có biết Thủy Nguyệt Tinh rốt cuộc đã bị hại thế nào không? À, ta chỉ nhớ Hoàng Tuyền Tông liên hợp với mấy thế lực lớn mạnh của Đại Hoang Tinh Vực mà đánh áp hàng la thương hội. Không chỉ vậy, Tinh Hà Chi Tích và Tinh Đạo của Di Tích Xào Huyệt cũng thông đồng với võ giả của Đại Hoang Tinh Vực. Tinh Đạo cũng tham dự vào trong đó sao? Đúng vậy, đến nay võ giả Đại Hoang Tinh Vực xâm nhập. Đám ác đồ đó lập tức đầu quân qua đó, tiếp tay cho giặc, cuối cùng cũng biết được Thủy Nguyệt Tinh vì sao lại gặp nạn rồi ngươi nhất định phải cẩn thận một người ai cơ ta không nhớ rõ nữa thi khí lại bao phủ tâm trí hắn ta là ai đây là đâu ai thật đúng là tạo nghiệt mà lưu viêm đi tới kéo tay dương khai chủ nhân đi luôn không đợi chút ta còn chút việc đừng đừng mà đừng đối xử với ta như vậy giết chết ta cầu xin các người giết chết ta ta không muốn biến thành luyện thi ta tình nguyện chết cũng không muốn tên hoàng tuyền tông cầm dao găm định tự sát nhưng mà anh khai là ai chứ chết tiệt không cử động nổi. Phốc, Long Thiên Hương bị thi khí mất đi lý trí há miệng cắn xuống cơ thể tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông, thiện ác đều có báo, tự làm tự chịu đi. Máu tươi không ngừng phun trào, từng miếng thịt bị người cắn đi, a a a, cứu ta với, cứu ta với, a a a, cầu cầu ngươi giết ta. Đây là báo ứng mà ngươi phải chịu, từ từ hưởng thụ đi, Dương Khai đứng đó lạnh lùng, thân thể của tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông dần dần bị cương thi cắn xé. Một hồi sau, khi tên kia đã chết, Dương Khai cũng không muốn nhìn thấy thảm trạng của Long Thiên Thương nữa. Hắn cầm một con dao găm kè lên cổ lão, Long tiền bối, ta sẽ cho ông được dứt khoát, ông sẽ không cảm thấy thống khổ nữa. Ta sẽ tìm lại tuyết nguyệt, báo thù huyết hận cho các ngươi, nhìn người mà hắn từng quen biết bây giờ phải chịu cảnh thảm trạng này, Dương Khai có chút đau lòng. Dương Khai vung tay thả ra bốn người lịch giao, Lữ Tam Nương, Trần Bích Đình, Hà Vân Hương, Lịch Huynh, có một việc cần nhờ mọi người giúp đỡ, Dương huynh có việc gì cứ việc phân phó là được. Giúp ta thu phục tinh cầu tu luyện này, nhất định không phụ sự kỳ vọng." Nói rồi bốn người chia nhau ra bắt đầu quét sạch tàn dư của Hoàng Tuyền tông. Dương Khai cùng Lưu Viêm đi đến trước không gian trận pháp đại diện chủ thành Hàng La thương hội, như cảm nhận sự bất an trong lòng hắn. Lưu Viêm đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay Dương Khai, "Chủ nhân đừng lo lắng, Nguyệt tỷ tỷ nếu như đã chạy được đến Thông Huyền đại lục tìm kiếm Ngưng Thường tỷ tỷ giúp đỡ, nhất định sẽ bình an vô sự thôi." Dương Khai cảm nhận sự quan tâm của Lưu Viêm cũng cố nở ra một nụ cười gượng, ta đang lo lắng không phải là Tuyết Nguyệt, mà là Tiểu Sư Tỷ. Rằng co với Đại Hoang Tinh vực nhiều năm như vậy, Tiểu Sư Tỷ nhất định không dễ dàng gì, mà Thông Huyền Đại Lục không so được với các tinh cầu tu luyện khác. Năm đó có dấu hiệu linh khí khô kiệt, là Tiểu Sư Tỷ mạo hiểm mà luyện hóa tinh cầu bản nguyên mới khiến Thông Huyền Đại Lục đổi lại được sinh cơ. Nếu như linh khí của Thông Huyền Đại Lục khô kiệt lần nữa, Tiểu Sư Tỷ thân là tinh chủ tuyệt đối sẽ bị liên lụy nếu như làm tổn thương đến căn cơ của tỷ ấy, có thể đến ta cũng không có cách nào khác. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt lưu viêm, đám tạp chủng của đại hoang tinh vực kia lại dám khiến người khó chịu, ta sẽ thiêu bọn chúng trăm năm mà không chết được. Một hồi sau tinh không của thông huyền đại lục, nhìn hành tinh trước mặt, đại địa hoang tàn, sự sống biến mất, linh khí thông huyền đại lục vậy mà lại khô cạn đến mức này rồi, còn có những điểm ố gây tởm kia là thứ gì vậy? Chủ nhân, đây có lẽ là một trận pháp còn chưa thành hình, còn chưa thành hình đã phát huy uy năng thế này rồi, nếu như thật sự khiến nó hoàn toàn kích phát ra, chỉ sợ thông huyền đại lục sẽ gặp tai nạn diệt đỉnh mất. Trận pháp quy mô thế này không phải nhất thời có thể hoàn thành đâu, cũng may chúng ta đến kịp. Dương Khai cắn chặt hàm răng vang lên thanh âm ken két, đám tạp chủng các người, hãy cầu nguyện tiểu sư tỷ không sao hết đi. Không chút do so dự hai người tức tốc bay xuống, nếu là võ giả thông thường bị loại hơi thở này bao trùm lấy, cho dù không chết cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, trở thành xác sống đám xúc sinh này rốt cuộc đã làm gì với thông huyền đại lục vậy chủ nhân hay là ta xuống thăm dò trước không cần lưu viêm ngươi có từng thấy một đạo trưởng pháp từ trên trời giáng xuống bao giờ chưa chưa ạ à? vậy ta cho ngươi xem cùng lúc đó trong đại điện của điểm ố bát hoang tỏa linh trận rất nhanh đã hoàn thành rồi đến lúc đó cả thông huyền đại lục tùy ý có thể triệt để trở thành vật trong túi của hoàng tuyền tông ta rồi hoàng tuyền tông phó tông chủ tân huyền minh đúng lúc này một cỗ sức mạnh ầm ầm đè xuống tên phó tông chủ này mồm miệng thổ huyết uy áp thật mạnh đây là chuyện gì vậy chứ hắn nhìn qua cửa sổ đó là thứ gì vậy bên ngoài trên trời một trường ấn vô cùng to lớn mang theo một cỗ sức mạnh hủy diệt ầm ầm đánh xuống đám người hoàng tuyền tông cơ thể nổ bục bục không ngừng máu tươi nhuộm đầy đất hùng uy thế này lẽ nào là tinh chủ cuối cùng cũng chịu xuất sơn rồi sao còn tiếp tục thế này thì không được không cần biết là thế nào cũng phải bảo hộ bát hoang tỏa linh trận trận bàn được rót vào năng lượng sáng lên, tỏa linh trận khởi, hạ trưởng ấn đó xuống cho ta, trận pháp ngưng tụ ra một bàn tay dơ cao nghênh đón với trường ấn vàng rực của Dương Khai. Hai bàn tay va vào nhau khiến cho không gian ầm ầm sụp đổ, mắt đất nổ tung, thiên địa rung lắc dữ dội, ngăn được rồi. Hừ, Dương Khai hừ lạnh, một cỗ sức mạnh ngập tràn dung nhập vào bàn tay, bàn tay vàng phá tan cản trở, tỏa linh trận vậy mà lại không thể nào đả thương hắn được, việc này sao có thể chứ? Trường ấn đánh xuống, toàn bộ trận pháp vỡ nát, mặt đất hoang tàn để lại một dấu bàn tay khổng lồ. Dương Khai cùng Lưu Viêm thả người đáp xuống nhìn vài tên còn sống, chật chật, sức sống của đám côn trùng cũng ngoan cường thật đấy, chủ nhân, vẫn là dùng lửa thiêu sạch chứ. Tên phó tông chủ chật vật ngồi dậy hoàng sợ quát lớn, rốt cuộc ngươi là kẻ nào hả, vì sao lại muốn đối đầu với hoàng tuyền tông ta chứ, bắt buộc phải moi được tin tức của hắn để truyền ra ngoài. Một người chết, không cần biết nhiều như vậy, lão đông tây, tinh chủ nơi này đến nay đang ở đâu hả? Ngươi đừng hòng biết được điều gì từ ta, phụt, tên này phun ra một ngụm máu về mặt Dương Khai, nhưng anh khai vùng ngón tay, nuốt vào cho ta, ngụm máu mạnh mẽ bị đánh bay ngược vào trong miệng, phá tan vài chiếc răng của lão già, ư ừ à. Anh khai trên chán nổi lên gân xanh, còn dám nhổ nước bọt, lão cẩu ngươi chán sống rồi hả? Muốn giết thì giết, đừng có nhiều lời, nếu ngươi còn để lại một hơi thở cho lão hủ, thù hôm nay nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội, cũng có cốt khí lắm. Bản thiếu giữ lại mạng sống cho ngươi, xem thử lão đông tây ngươi còn có thể gây ra được sóng gió gì, Dương Khai quay người không thèm động thủ. Tên phó tông chủ trong lòng cười lạnh, đối phó với loại nhóc con ngông cuồng này, phép khích tướng bách phát bách chúng mà. Nhưng mà đột nhiên anh Khai quay đầu, một quyền dũng mãnh đánh xuống đánh xuống đầu lão già, đầu lão bị nhấn vào trong đất sau đó nổ tung, chết đi không thể chết lại. Hừ, dám động vào tiểu sư tỷ của ta, có cốt khí nữa ta cũng sẽ nghiền nát ngươi thành trăm mảnh thôi. Ánh mắt hắn âm trầm sắc bén nhìn về đám người còn lại, được rồi, hiện giờ kẻ nào trả lời vấn đề của ta đây? Một tên đệ tử cả người run rẩy lắp bắp, nói với ngươi, ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Lời vừa dứt thì hai cánh tay hắn đã bị một đạo kinh khí vụt qua chém đứt, a a a a. Sẽ không, cho các ngươi được dứt khoát thì được, ngang dọc đều là chết, liều với ngươi vậy, à nữ tử đứng bên cạnh tế ra bí pháp, thân ảnh của ả nhanh chóng chia ra làm bốn phân thân bao quanh dương khai nhưng ở bên cạnh lưu viêm chỉ vung tay một con phượng hoàng bay qua phân thân cùng bản thể của ả ta đều bị nhấn chìm trong biển lửa ngọn lửa không ngừng thiêu đốt khiến cả người bỏng rát đau đớn không thể chịu đựng được nữa ả liền gào lên ta nói ta nói cô ta ở cửu thiên thánh địa nói sớm chẳng phải đã xong rồi sao lãng phí thời gian của ta mau mau dứt khoát đi mà ngọn lửa nhanh chóng bùng lên đốt cháy nàng ta chỉ còn bộ xương khô phạm phải nhiều nợ máu như vậy, và lúc các ngươi xâm phạm Hàng La Tinh vực, thì phải nghĩ đến sẽ có ngày thế này rồi, đi thôi. Cùng lúc đó tại một điểm ố khác trên Thông Huyền Đại Lục, bên trong một mật thất, cảm giác này là phía bên Tân Phó Tông chủ. Không cảm ứng được trận nhãn của Phó Tông chủ, đây là chuyện gì vậy? Tình hình có biến, mau chóng nghị sự, theo kêu gọi của hắn mật thất liền xuất hiện vài thân ảnh. Tam trưởng lão, ngài cũng cảm nhận được Tân Phó Tông chủ đã xảy ra chuyện rồi sao? Tân phó tông chủ là hư vương cảnh tầng 3, không thể nào xảy ra chuyện được, nhất định là trận pháp đã có vấn đề. Viu lão tam, ngươi ở gần trận nhãn nhất, nói thử xem vừa rồi đã nhìn thấy gì? Ta chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trời đất chấn động, sau đó không còn chút tin tức gì từ phía trận nhãn nữa. Nếu tân phó tông chủ thật sự bình yên vô sự, bát hoang trận nhãn sao có thể không chút cảm ứng nào chứ, xem ra đã lành ít dữ nhiều rồi. Tam trưởng lão chúng ta hiện giờ phải làm sao đây, chỉ có thể quyết đánh đến cùng thôi. Tam trưởng lão, hành động này sợ rằng không thỏa đáng, chúng ta kinh doanh ở nơi này nhiều năm. Trong vòng thời gian nửa năm nữa là đại công cáo thành rồi, đến nay nếu làm như vậy, vậy thì tất cả tâm huyết đều uổng phí sao. Trang sĩ cắt tay, đều cần có dũng khí, hơn nữa, nỗ lực của chúng ta không hoàn toàn vô ích. Ý của tam trưởng lão là, đến lúc quân cờ đó phát huy tác dụng rồi, đến lúc đó chỉ cần có thể chế phục được tinh chủ, có bát hoang trận hay không cũng không quan trọng nữa. Đại điện cửu thiên thánh địa, mọi người cùng nhau đứng bàn bạc ở đại sảnh, tình hình hạ cô nương đến nay thế nào rồi vậy? Ta đã hai tháng chưa gặp cô ấy rồi, lần trước khi gặp cô ấy, ai, đừng nhắc đến nữa, vẫn là tuyết nguyệt cô nương ở sát bên cạnh chăm sóc cô ấy sao? Bọn họ tình như tỉ muội chăm sóc một chút cũng là nên làm thôi. Dương Khai kia đúng là có phúc khí, chỉ là thật chẳng đáng làm nam nhân, tự mình chạy đi tiêu giao khoái hoạt, vứt lại nữ nhân của mình ở nơi này chịu khổ chịu nạn. Việc giữa phu thê bọn họ, người ngoài như chúng ta không nên nghị luận." Tử Vô Cực thở dài một hơi, hạ cô nương kia bề ngoài ưu tú lại rất thông minh, ôn hòa hiền hậu, nếu như là tử mẫu có thể được cô ấy coi trọng, nhất định sẽ đặt cô ấy trong lòng." Cổ Kiếm Tâm dơ tay ngăn lại, "Tử huynh, cẩn thận cái miệng, ta chỉ là tùy ý nói thôi, cổ lão đệ đừng nghiêm túc như vậy chứ." Đại địch trước mặt, vì để đoàn kết hôm nay lời này ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, nhưng nếu để tuyết nguyệt cô nương nghe thấy thì, đừng đừng đừng, coi như ta chưa nói là được chứ gì. Ở bên trong tẩm điện của hạ ngương thường, tuyết nguyệt nước mắt lăn dài trên má, nàng cầm lấy bàn tay nhỏ yếu ớt của hạ ngương thường. Nếu không phải ta đem truy binh dẫn đến đây, thông huyền đại lục sẽ không bị làm hại, đều là ta đã hại cô. Đây không phải là lỗi của cô, cả tinh vực gặp nạn, thông huyền đại lục ta sao có thể đứng ngoài được chứ, nếu như hắn ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nhất định sẽ rất đau lòng, ta hận không thể chịu đựng phần khổ sở này thay cô. Đừng nói những lời như vậy, cô chịu khổ hắn sẽ không đau lòng chắc." Hạ Sư tỷ sắc mặt tái nhợt hai mắt cuồng thầm, hơi thở phập phồng yếu ớt, nhưng khi nhắc tới Dương Khai trong mắt nàng vẫn hiện lên một bộ dáng ôn nhu. Đúng lúc này, Hạ Ngưng từ đau đớn khẽ kêu một tiếng, "Ư, ừ, Ngưng Thường cô sao vậy?" Hạ Ngưng thường cả người bật dậy, hai mắt tỏa ra ánh hào quang. Cơ thể vì Dương Khai phá tan một trận pháp mà có lại một chút sức lực, cô bị làm sao vậy? Lẽ nào phía Đại Hoang Tinh vực lại có động tĩnh gì sao? Ngưng Thường nằm tựa xuống giường, hai mắt ngấn lệ, hắn quay về rồi, thật tốt quá, ta lập tức sẽ dẫn hắn đến đây. Tuyết Nguyệt định chạy đi thì đã bị bàn tay của Ngưng Thường kéo lại, "Đợi đã Nguyệt tỷ tỷ, có một việc ta muốn nhờ cô." Cùng lúc đó trên bầu trời của Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai cùng Lưu Viêm đang nhanh chóng bay trở về Cửu Thiên Thánh Địa nhìn mặt đất hoang tàn sự sống ít ỏi lần này cho dù đuổi đi võ giả của đại hoang tinh vực chỉ sợ thông huyền đại lục cũng cần ít nhất thời gian trăm năm mới có thể hồi phục nguyên khí chủ nhân sắp gặp được hai vị chủ mẫu rồi sao người lại không vui mừng như vậy tình hình của thông huyền đại lục nghiêm trọng như vậy chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn họ ta mới yên tâm đúng lúc này một tia sáng xuất hiện trước mặt một cánh cửa thông đạo mở ra đây là một cánh bướm bay lơ lửng gần gũi với dương khai tiểu sư tỷ tỷ đến đón ta sao rất nhanh tại đại điện cửu thiên thánh địa mộng vô nhai bỗng giật mình có người đến đây ư hai thân ảnh từ bên ngoài tiến vào tuyết nguyệt xuất hiện chư vị không cần căng thẳng không phải kẻ địch là phu quân của ta và ngương thường tử vô cực lần trước gặp dương khai lúc cải trang khi gặp chính diện lại chỉ trong chốc lát bây giờ nhiều năm gặp lại có chút nhận không ra cổ lão đệ người này lẽ nào chính là không sai hắn chính là dương khai tinh chủ của u ám tinh tuyết nguyệt ngoảnh đầu nhìn lại hình bóng nam nhân kia Nước mắt không nhịn được mà chậm rãi lăn dài trên má, "Đừng khóc, chẳng phải ta đã về rồi sao? Tiểu sư tỷ đâu rồi, sao lại không đến gặp ta chứ?" Tuyết Nguyệt bất chợt vung tay tát mạnh vào mặt Dương Khai, trong lòng ấm ức quát lớn, "Chàng còn biết quay về hả, ngưng thường cô ấy." Dương Khai giật mình, lo lắng lúc trước khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ hoảng sợ, "Tiểu sư tỷ làm sao rồi hả? Mọi người không nói, chỉ im lặng đừng đó." Dương Khai túm lấy cánh tay Tuyết Nguyệt, dẫn ta đi gặp tỷ ấy mau. Không được, cô ấy vừa nói với ta, tuyệt đối không muốn gặp chàng. Rốt cuộc tiểu sư tỷ bị làm sao vậy hả? Cô ấy, chỉ là quá mệt, chàng cũng biết đấy, chống đỡ một tinh cầu cần tinh lực lớn đến mức nào chứ. Tỷ ấy, tỷ ấy thật sự không nguyện gặp ta sao? Chàng biết tính cách của cô ấy đấy, đừng thấy cô ấy bình thường ôn nhu, một khi đã quyết định việc gì, không ai có thể thay đổi được đâu. Chàng nhất định cũng đã mệt rồi, ta đưa chàng đi nghỉ ngơi trước, Dương Khai im lặng quay người hướng về chỗ ở Ngương Thường. Tuyết Nguyệt vội kéo tay hắn ngăn lại, Dương Khai đừng làm bừa, ngưng thường thật sự cần nghỉ ngơi. Đem lý do này ra lừa gạt ta, nàng mới là đang làm bừa đó, thảm trạng của thông huyền đại lục, cả đường này ta đều đã nhìn thấy, thân là tinh chủ, tỷ ấy sao có thể chỉ là mệt mà thôi chứ. Ai, ta đã nói không giấu được rồi mà, đi theo ta đi, nếu cô ấy thực sự không muốn gặp chàng, ta cũng không còn cách nào khác. Ngưng thường trở nên như thế này đều là lỗi của ta, ta còn mặt mũi nào mà đối diện với chàng ấy chứ trong lòng tuyết nguyệt như có một gánh nặng nàng hối hận nhưng lại không biết làm thế nào nước mắt cứ như vậy mà không ngừng lan dài dương khai cảm nhận bóng lưng cô đơn của tuyết nguyệt hắn ôn hòa đi tới nắm lấy bàn tay của nàng một tay ôn nhu lau đi nước mắt ta sẽ nghĩ cách nàng đừng sợ hai người rời đi đại sảnh rơi vào tĩnh lặng hồi lâu sau cùng vẫn là cổ kiếm tâm lên tiếng nếu như dương huynh đã quay về rồi vậy thân thể của hạ cô nương cô ấy sớm đã bệnh nguy kịch rồi, cứ cho Dương huynh đệ đến nay có tu vi thông thiên, cũng rất khó mà thay đổi được gì. Trước cửa tẩm điện của Hạ Ngương Thường, không phải cô ấy không muốn gặp chàng, chỉ là không muốn để chàng nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của cô ấy, đều là nữ nhân, ta đương nhiên hiểu được loại tâm trạng này. Dương Khai vươn tay vuốt ve má của Tuyết Nguyệt, nhiều năm không gặp nàng cũng gầy đi rất nhiều, những ngày này đều là nàng chăm sóc tỷ ấy sao, ta cũng chỉ có thể làm được chút cho cô ấy thôi áy nấy trong lòng dâng lên dương khai ôm chặt tuyết nguyệt vào lòng an ủi nhiều năm như vậy nàng vất vả rồi giờ phút này theo câu nói của nam nhân bao nhiêu tủi nhục uất ức gánh nặng cùng hối hận trong lòng như được chút bỏ tuyết nguyệt vùi vào lòng nam nhân khóc sướt mướt một lúc sau ngương thường cô ấy mới là người vất vả nhất chàng hãy nói chuyện với cô ấy nhiều chút nhưng tuyệt đối đừng làm bừa ta hiểu dương khai nhẹ nhàng tiến đến gõ cửa âm thanh ôn hòa cùng mang theo một nỗi nhớ nhung tiểu sư tỷ ta về rồi đây. Trong phòng không đáp lại, Dương Khai dùng thần niệm dò xét, dựa vào tu vi của ngưng thường, hơi thở tuyệt đối không thể nào hư nhược như vậy, rốt cuộc tỷ ấy đã trải qua những gì chứ. Bàn tay siết chặt, nhất định là người của đại hoang tinh vực, dám động nào nữ nhân của ta, chết, tất cả đều phải chết, một tên cũng đừng hòng thoát. Dương Khai giờ phút này chứng kiến thảm trạng của ngưng thường, nội tâm hắn đau xót như đã hóa quỷ, hắn cam thù, hắn muốn điên cuồng nhưng hắn cố gắng áp chế ở trong lòng vẫn tỏ ra một bộ tươi cười cùng ôn nhu gọi vào trong ta không dễ gì mới quay về tỷ hãy gặp ta một chút đi có được không ngưng thường những năm nay ta thật sự rất nhớ tỷ tỷ cứ nhẫn tâm mà để ta đứng ngoài cửa vậy sao chứ ấy hơi thở có lai động vậy được rồi tiểu sư tỷ nghỉ ngơi đi ta hiện giờ sẽ đem đám tạp nham này giết sạch sau khi báo thủ xong sẽ đến gặp tỷ dương khai nháy mắt ra ám hiệu cho tuyết nguyệt tuyết nguyệt hiểu ý nếu là vậy, ta tiễn chàng rời đi nhé, đợi đã. À. Dương Khai phá cửa xông vào, tiểu sư tỷ nàng sao vậy, Ngưng Thường cả người vô lực đang nằm trên đất. Dương Khai vội chạy tới bế nàng lên, sao lại nhẹ như vậy chứ? Sư đệ, ta không phải không nhớ đệ, ta biết, ta biết mà. Đột nhiên sắc mặt Ngưng Thường tái đi, một cỗ hàn ý dâng lên, nàng không nhịn được mà ho ra một ngụm máu bắn đầy người Dương Khai. Tiểu sư tỷ, bất chợt trên người Ngưng Thường xuất hiện bảy điểm ố giống hệt trên thông huyền đại lục pháp trận của những điểm ố này đã phản thể lên người của tiểu sư tỷ rồi ư điểm ố còn đang không ngừng lan rộng nếu như lan rộng ra toàn thân chỉ sợ ngưng thường sẽ lành ít giữ nhiều mất đây sao lại đột nhiên ác hóa chứ dương khai ôm ngưng thường trong lòng mà tim hắn như tan nát hắn ôm chặt nàng nhưng một cỗ sát niệm không thể kiềm chế được hắn muốn hóa ma hắn muốn giết tất cả đại hoang tinh vực hoàng tuyền tông dương khai đặt nàng lên lòng mình tiểu sư tỷ cố gắng lên ta nhất định sẽ khiến đám súc sinh đó phải trả giá. Tiểu sư tỷ hiện giờ quá hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thôi, những hôm nay mặc dù ngưng thường vẫn luôn không ổn lắm, nhưng chưa từng nghiêm trọng như vậy, nhất định là đám người của đại hoang tinh vực lại có động tác mới rồi. Khi ta không ở đây, đã phải chịu khổ nhiều như vậy, là ta đã quay về quá muộn rồi. Xem ra bắt buộc phải phá bỏ trận pháp mới được, nhưng trận pháp đó được giải khắp cả đại lục, ngưng thường có thể kiên trì được đến lúc đó không? đừng hoảng cứ giao cho ta bàn tay dương khai xuất hiện một đoàn dược dịch đây là là dịch nhựa của bất lão thụ đưa bất tử dịch thủy vào bên trong miệng ngương thường sinh cơ ngập tràn không ngừng lan tràn khắp cơ thể nàng sắc mặt của nàng cũng dần dần hồng hào lên hơi thở thoi thóp cũng biến mất thật tốt quá thật tốt quá tuyết nguyệt kích động hai mắt lại đẫm lệ nàng nắm chặt bàn tay ngương thường hạ ngương thường từ từ mở mắt nguyệt tỉ tỉ ta ta lại đau đến ngất đi rồi sao đúng rồi Hình như ta đã nhìn thấy sư đệ, hắn đang ở đâu? Lời còn chưa hết, một bàn tay ấm nóng đã vòng qua ôm lấy nàng. Nhìn thấy là Dương Khai Ngưng Thường cũng tựa đầu vào ngực hắn. Nghe thấy Tuyết Nguyệt nói tỷ không muốn gặp ta, lòng ta đau muốn nát luôn. Ngưng Thường có chút xấu hổ nắm cánh tay to lớn của nam nhân ta. Nhiều năm như vậy không gặp, ta rất muốn thật xinh đẹp để đến gặp đệ. Không cần biết tỷ trở nên thế nào, ta đều thích hết. Tỷ mà xấu đi, ta sẽ cùng tỷ biến thành xấu xí, già nua chúng ta cũng cùng nhau già đi, ngưng thường cảm động ánh mắt đầy nhu tình nhìn lên, sư đệ. Gọi phu quân đi, vi phu dù gì cũng là gia chủ một nhà, gọi ta là sư đệ có một tô nhan là đủ rồi, không thể cứ gọi ta mãi vậy được chứ hả? Ngưng thường sắc mặt đỏ lên, bàn tay nắm chặt vai hắn lắp bắp, phu phu quân, dương khai lại nhìn về tuyết nguyệt ở bên cạnh, nàng thì sao hả? Tuyết nguyệt mặt đỏ như quả ớt, hiện giờ là lúc nói những việc này sao, cứu ngưng thường quan trọng hơn, những trận pháp đó một ngày chưa phá, ngưng thường vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt tỷ tỷ, ta khỏe hơn nhiều rồi, không cần để ý đến ta, ta biết rõ cô cũng rất nhớ sư, à phu quân, ngưng thường, sao đến cô cũng như vậy chứ? Phu quân, phu quân, phu quân, giờ thì chàng vừa ý rồi chứ, nếu như nhẹ nhàng hơn chút thì tốt hơn, Hứ, ừ, nằm mơ. Nói đùa thì là nói đùa, nàng thật sự cảm thấy đã khỏe hơn rồi chứ, ừm, tựa đầu vào ngực dương khai cảm nhận hơi ấm trên cơ thể ủa hắn, Ngương thường trong lòng vui vẻ, nếu như giờ khắc này kéo dài vĩnh viễn, vậy thì tốt biết bao. Đúng lúc này, cánh cửa đang mở bỗng có một thân ảnh hớt hải chạy vào, chính là mộng vô nhai, tuyết nguyệt cô nương, dương huynh đệ, đại hoang tình vực. Khụ khụ, là ta đến không đúng lúc, không, ngươi đến rất đúng lúc, ánh mắt dương khai trở nên sắc bén cùng một cỗ rét lạnh. Dương Khai đặt ngương thường nằm xuống giường, nàng hãy nằm nghỉ ngơi, đợi vi phu đi giết đám người đó, xả cục tức này cho nàng rồi sẽ quay về. Sẽ có nguy hiểm đấy, ta sợ, sợ, yên tâm, ta rất nhanh sẽ quay về thôi, thế này đi, nàng nhắm mắt đếm đến 100, đợi khi nàng mở mắt ra, ta sẽ xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa được không? Được, một lời đã định, ngưng thường nhắm mắt lại trong miệng bắt đầu đếm. Nhưng mà nàng đếm rất nhanh, 1, 2, 3 rồi bỏ qua tất cả nhảy lên 99, rồi lại đếm 99,1 không biết bao nhiêu cái chín mà Dương Khai vẫn chưa quay lại, sư tỷ đếm cũng ăn gian quá rồi. Bên ngoài tẩm điện của hạ ngương thường, Ngương thường cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi, dương khai sờ đầu lưu viêm phân phó. Canh giữ ở đây, trong chừng cô ấy, dạ, ngoài hắn ra lưu viêm là mạnh nhất, có nàng bảo vệ hắn sẽ yên tâm hơn. Nhưng mộng vô nhai thì không nghĩ vậy, tiểu nha đầu này đến đây lúc nào vậy, vì sao lại bảo một tiểu nha đầu canh giữ ở đây chứ? Bên ngoài cổng đại điện cửu thiên thánh đại, trên bầu trời là những chiến hạm đang hướng về nơi xa. Đám tạp chủng kia hình như đang rời khỏi Thông Huyền Đại Lục, Dương Tiểu Tử, ngươi nói xem phải làm sao, chạy, bọn chúng có thể chạy đi đâu chứ? Giúp ta giữ chân bọn chúng trước, đừng liều giết, đừng để bọn chúng chạy trốn là được, chậm đã. Dương Khai ngoảnh đầu nhìn lại, ngươi là ai hả, ta là ngươi cai trị của Tử Tinh, không biết, có dám mau phóng. Đại Hoang Tinh vực người đông thế mạnh, hư vương cảnh tầng 3 còn có đến mấy người, chỉ dựa vào mấy người chúng ta xông lên chỉ sợ là tự đâm đầu vào lưới mong dương huynh suy nghĩ cho kỹ tấm lòng của ta và các vị thủ hộ của thông huyền đại lục cũng giống nhau nhưng mà cũng không thể hành sự mạo hiểm tự tìm đường chết như vậy cho nên việc này vẫn cần phải lên kế hoạch lâu dài phóng xong rồi hả lên hết cho ta ngươi dương khai mặc kệ tên tử vô cực này hắn nhìn xuống đám người ở bên dưới một tiếng hô lớn vang lên ngay sau đó là những cánh tay dơ cao giao cho chúng ta đi thông huyền đại lục đâu phải nơi bọn chúng muốn đến thì đến Muốn đi thì đi chứ, để bọn chúng kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi, làm nam nhân thì đừng dài dòng, làm xong việc đi. Vô số thân ảnh tức tốc bay lên, trước mặt Dương Khai lại xuất hiện một cánh bướm, tiểu sư tỷ giúp ta một tay đi, đưa ta đến phía bên kia đại lục đi. Tử vô cực nhìn quảng trường đã trống không, giờ chỉ còn lại người của hắn và cổ kiếm tâm cùng hai nữ nhân, điên rồi, đều điên hết rồi. Không điên thì không nên việc, tử huynh, chúng ta cũng đi giúp bọn họ một tay đi, đợi dã nếu ta không đi, ngày sau chẳng phải sẽ bị chê cười sao, đứng ngay ra đó làm gì, bám theo đi, người tử tinh bay đi, còn tử vô cực thì lặng lẽ tiến vào bên trong. Trên bầu trời của thông huyền đại lục, Dương Khai bay đến những điểm ố trên đại địa, đa tạ thuận phong xa của tiểu sư tỷ tiếp theo đây, đến lượt phu quân ta đây giúp nàng báo thủ rồi, phá. À. Chỉ cần phá đi đại trận, không cần biết đám tạp chủng kia trước lúc chết đã dở thủ đoạn gì cũng vô ích thôi. Cùng với thời gian trôi đi, những hắc khí này sẽ có ngày bị thiên địa linh khí gột rửa thôi. Tiểu sư tỷ, đưa ta đến điểm ố tiếp theo đi, xử lý xong một điểm ố, Dương Khai vươn vai sau đó theo cánh bướm thông đạo mà bay đi. Thời gian trôi đi, trên bầu trời của Cửu Thiên Thánh Địa, đám người Mộng Vô Nhai vẫn đang giao chiến với người của Hoàng Tuyền Tông, kiên trì thêm chút nữa, Dương tiểu tử lập tức sẽ quay về chi viện thôi. Tên cầm đầu đoàn người phía Hoàng Tuyền Tông đã bị thương, Han đang tìm cách chạy trốn, thấy thế Tuyết Nguyệt liền xông đến, chạy đi đâu? cùng nhau lên đi, bắt quân thì phải bắt tướng trước, một đám cao thủ nhau nhau đuổi theo, một hồi lâu tên này bỗng đột nhiên dừng lại, hắn liếc nhìn Tuyết Nguyệt cười lạnh, Tuyết Nguyệt khẽ dùng mình. Lão già quay lại bất ngờ một trưởng đánh tới, Tuyết Nguyệt sơ hai tay lên đón đỡ, thân thể liền bị phản chấn bay ngược về sau. Đám người mộng vô hao cùng lúc cũng lao tới, ta không sao, ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi còn non lắm. Thời cơ đến rồi, rút về đi, hắn ra lệnh cho người của Hoàng Tuyền Tông lùi vào bên trong chiến hạm, Chiến hạm nhanh chóng ngưng tụ tinh pháo, nguy rồi, bọn chúng cố ý dẫn chúng ta ra, muốn một lưới tóm gọn. Giờ mới phát hiện đã mắc bẫy sao, đã quá muộn rồi, tinh pháo ngưng tụ đã đạt đến năng lượng cực hạn. Sau lưng chúng ta chính là Cửu Thiên Thánh Địa và Tinh chủ, là hy vọng duy nhất của Thông Huyền Đại Lục, chúng ta sớm đã không còn đường lui nữa rồi, các vị, cùng sống còn thôi. Nghe vậy đoàn người gầm lên, bảo vệ gia viên của chúng ta, thề chết không lùi, bảo vệ Tinh chủ đại nhân, tử chiến một đám ngu dốt khai pháo tinh pháo ầm ầm bắn ra ở đây mọi người đều là tu vi hư vương cảnh nếu bị tinh pháo bắn chúng thì chắc chắn đều phải chết nhưng cũng đúng lúc này một đạo tia sáng từ trên trời phóng thẳng xuống xuyên qua tầng phòng hộ của chiến hạm đánh nát con chiến hạm đầu đàn đến kịp rồi có biết thế nào gọi là dao nhỏ cắm mông không lão tử sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt dương khai ngưng tụ năng lượng đầu quyền sau đó đấm mạnh ầm 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 vô số chiến hạm trong nhất thời cùng nhau nổ tung tinh pháo còn chưa kịp bắn thì đều đã tan thành cho bụi. Cuối cùng cũng có thể chuyển biến thế cục vào thời khắc mấu chốt rồi, không hổ là nam nhân của ta. Tuyết Nguyệt nhìn một màn này trong lòng gánh nặng cũng vơi đi, nàng cảm thấy tự hào, tự hào vì người nam nhân kia. Lão già Hoàng Tuyền Tông trong mắt đã hiện lên một cỗ sợ hãi, lại có thể phá hủy mười mấy chiến thuyền của ta một cách dễ dàng như vậy, tiểu tử này có còn là con người không vậy. Còn ngây ra đó làm gì, lên cho ta, giết chết hắn, hắn hét lớn ra lệnh cho đám người còn lại đồng thời tấn công Dương Khai. Nhưng thân ảnh Dương Khai chớp mắt biến mất, khi hắn tiếp cận bên cạnh lão già thì những tên kia đều đã nổ thành một bãi máu, ngươi, có phải ngươi cảm thấy mình rất thông minh không? Quái vật, thật đúng là quái vật, trong tinh vực này, đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Đại thế của đám giặc đã mất, đều xông lên cho ta, tuyết nguyệt phung trường kiếm chỉ thẳng tới phía trước, đám người xông lên dọn sạch toàn bộ những tên hoàng tuyền tông còn sống sót. Dương Khai túm lấy cổ lão già sách lên, giọng nói lạnh lẽo cùng rét buốt, khi ta không ở nhà, các ngươi giày vò cũng vui lắm nhỉ. Nhìn thấy ánh mắt đó lão già sợ hãi hét lên, đợi đã, hôm nay giết ta, ngươi sẽ hối hận cả đời, ồ, vậy ngươi nói thử xem là hối hận thế nào. Hừ, chắc không phải ngươi đã quên tinh chủ của các ngươi rồi chứ, sau khi các ngươi ra khỏi xào huyệt. Chúng ta đã phái sát thủ chuẩn bị tốt để ra tay với ả rồi, loại ngu rốt lo đầu không lo đuôi, ha 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 chỉ cần ngươi thả cho ta đi, ta sẽ hạ lệnh tha cho tinh chủ các ngươi. Dương Khai siết chặt bàn tay, gặt cái đầu của lão già chó chết, tiễn hắn về địa ngục. Xem ra ngươi thật sự nghĩ mình rất thông minh nhỉ, phòng ngày phòng đêm, tạc trong nhà khó phòng, nhưng mà, ta đã sớm đoán ra được ai rồi. Một lúc trước ở đại điện cửu thiên thánh địa, một thân ảnh lặng lẽ tiến về khuê phòng của hạ ngương thường, có chuyện gì thì vào trong nói, trốn ở bên ngoài, khụ khụ, làm cái gì. Cánh cửa mở ra, tử vô cực một bộ hoảng sợ thất thanh kêu lên hạ cô nương đại sự không xong rồi vị dương sư huynh đó hắn hắn Ngưng thường chật vật ngồi dậy sắc mặt lo lắng ngươi sao thế ai thật sự là trời đố kỵ người tài mà không thể nào dương khai chàng ở đâu chứ phụt ngưng thường ho ra một ngụm máu bi thương vô cùng hạ cô nương đừng trách ta nhé khi tên này định ra tay thì thân ảnh lưu viêm tức tốc xuất hiện cái gì dám chặn ta bắt đầu giết từ ngươi vậy bàn tay tử vô cực đánh xuống đầu lưu viêm nhưng mà kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi đấy một lúc sau tuyết nguyệt cùng dương khai nhanh chóng trở về ngưng thường cô không sao chứ cửa phòng mở ra tuyết nguyệt ta không sao tốt quá rồi dương khai nhìn con hàng tử vô cực đang bị lưu viêm khống chế ừ quả nhiên là ngươi làm đẹp lắm lưu viêm vất vả rồi hi hi chủ nhân quá khen dương khai tiến lại giường đỡ ngưng thường nằm xuống người bệnh thì nằm xuống nghỉ ngơi đi thế nào đếm đến 100 chưa, ừm, vừa khéo đến 99. Vậy thì tốt rồi, ta không thất tín với nàng, Dương Khai ôn nhu cúi xuống hôn lên trán nàng một nụ hôn, Ngương Thường lặng lẽ cảm nhận sự quan tâm của hắn, trong lòng cảm động vô cùng. Tình huống chiến đấu bên phía các ngươi thế nào rồi, toàn thắng rồi, có điều, bây giờ nên xử lý phản đồ trước đã. Tử vô cực à, Ngương Thường đối đãi với ngươi không mỏng, còn cung cấp chỗ ở, bảo vệ cho ngươi, ngươi lại dám đầu quân cho Đại Hoang Tinh vực? còn muốn gây bát lợi cho ngưng thường ư. Ta cũng là bị ép buộc không biết phải làm sao, tử tinh hủy diệt, người của đại hoang tinh vực trồng cấm chế trong người ta. Nếu như ta không nghe theo chúng, người mất mạng là ta, ta không muốn chết, dương khai búng ngón tay cái tách. Giải rồi ư, cấm chế cứ thế mà được giải rồi ư, giải dễ dàng như thế sao chứ, tên này khuôn mặt trở nên ngốc nghếch cùng tấu hài, ta làm tất cả mọi chuyện, đều là vì cái gì chứ. Dương Khai vô cùng chán ghét đưa ánh mắt nhìn qua Lưu Viêm, "Đừng làm bẩn nơi này." "Hiểu ạ." À? Lưu Viêm là đao phủ của Dương Khai, quả thực không sai. "Đã giết sạch người xấu rồi, ta ở đây cùng nàng, không đi đâu cả." "Được." Lúc đại cục đã định lại cứ muốn tìm đường chết, tử tinh sau này e là không thể nào trở mình được nữa. Dương Khai vung tay thân thể Tuyết Nguyệt đang đứng bên cửa sổ bỗng bị kéo lại ngồi lên bàn tay của hắn, bàn tay anh Khai bắt đầu tay máy trong váy của nàng, trông đức hạnh của chàng này Trước cửa tẩm điện của Hạ Ngưng Thường, Lưu Viêm sau khi xử lý xong tử vô cực một bộ hào hứng mong chờ được thưởng. Cánh cửa mở ra, về rồi đây, ầm, còn chưa nói được cái gì thì cánh cửa đã đóng lại. Một sự hắt hủi, một sự vứt bỏ, một sự không thưởng phạt đúng cách, một sự, sắc mặt của Lưu Viêm trở nên xấu xí, xì xì, cay lắm gỏi á. Khen thưởng một cái cũng không cho còn nhẫn tâm như thế, muốn giết người quá, hàng xóm có nhà nào muốn sáng nhất đêm nay khum, hừ hừ hừ. Hết tập 121 review. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Yêu yêu cả nhà.